Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể đăng ký tài khoản Binance ở trên điện thoại. Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay, rất là nổi tiếng và rất là uy tín. Đa số các nhà đầu tư đều giao dịch trên sàn Binance. Vì đây là sàn giao dịch lớn cho nên là có rất là nhiều trang web giả mạo sàn Binance. Cho vậy là các bạn cần phải đăng ký đúng cái đường link của sàn nhé. Và để mà tránh những cái web lừa đảo thì các bạn hãy nhấn vào cái đường link mình để dưới mô tả video. Đây là cái trang web của sàn. Và khi mà các bạn đăng ký theo cái đường link của mình gửi thì các bạn sẽ được giảm giá 5% phí giao dịch nhé. Đây, phí giao dịch này các bạn có thể kiểm tra đây này. Đây, tỷ lệ hoàn trả hoa hồng của bạn là 5% nhé. Tức là các bạn sẽ được trả lại là 5% mỗi lần giao dịch nhé. Tức là 5% trên cái phí giao dịch đó. Thì các bước đăng ký sàn giao dịch này khá là phức tạp cho nên các bạn cố gắng theo dõi kỹ từng bước của mình nhé. Nói chung để đăng ký tài khoản thì mình sẽ có 3 bước chính. Thứ nhất là các bạn sẽ nhập vào cái đường link để đăng ký. Thứ hai là các bạn sẽ tiến hành xác minh 2 lớp. Và thứ ba là các bạn sẽ xác minh nâng cao. Xác minh 2 lớp ở đây có nghĩa là các bạn sẽ xác minh bằng SMS hoặc là bằng Google. Và xác minh nâng cao có nghĩa là các bạn sẽ xác minh chứng minh nhân dân và khuôn mặt của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn các bước mình có thể đăng ký tài khoản Binance nhé. Rồi sau khi các bạn nhập vào cái đường link thì nó sẽ hiện ra giao diện ở trên điện thoại như vậy nhé. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập thông tin của mình. Các bạn có thể đăng ký bằng email hoặc là bằng di động này. Đó. Ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng email nhé. Các bạn sẽ gõ email các bạn vào đây. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền mật khẩu này. Các bạn lưu ý là mật khẩu phải tối thiểu 8 ký tự. Tối thiểu có 1 ký tự in hoa. Tối thiểu có 1 chữ số. Thì ví dụ như là ABC chẳng hạn. Báo view như vậy chẳng hạn. Hoặc các bạn có thể thêm một ký tự A còng ở phía sau. Đó, như vậy nó sẽ bảo mật hơn. Báo view như vậy nhé. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào tôi đã đọc đồng ý với điều khoản dịch vụ này. Đây, nó chọn sẵn cho mình rồi. Nếu nó không chọn thì các bạn sẽ nhấp vào để chọn nhé. Đây. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn tạo tài khoản này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tiến hành xác minh bảo mật nhé. Các bạn sẽ kéo này. Các bạn sẽ đặt tay. Đây, các bạn sẽ đặt tay vào cái mũi tên này. Các bạn sẽ kéo qua. Kéo qua cho nó trùng với cái hai cái mảnh ghép này trùng vào nhau này. Đó. Đó, sau đó các bạn sẽ thoát ra. Các bạn sẽ bỏ tay ra. Rồi tiếp theo này, nó sẽ gửi một cái mã xác minh tới email của bạn. Thì các bạn sẽ vào email cho mình. Cái email này nó có giá trị trong vòng 30 phút nhé. Các bạn lưu ý nhé. Rồi thì đây là cái email của Binance này. 456810. Đây. Rồi xác minh thành công. Tới cái bước này thì các bạn sẽ không nạp tiền nhé. Ở đây nó yêu cầu mình nạp tiền này, nhưng mà mình sẽ không nạp tiền nhé. Tại vì mình chưa có hoàn tất thủ tục đăng ký, cho nên là mình nạp tiền vào thì nó sẽ không bảo mật. Các bạn sẽ nhấp vào đi đến bảng điều khiển nhé. Đây, các bạn sẽ nhấp vào đây này. Rồi đến bước này nó yêu cầu mình xác minh bảo mật này. Thì ở đây các bạn có thể xác minh bằng điện thoại hoặc là xác minh bằng Google. Xác minh bằng Google thì nó hơi phức tạp cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh bằng điện thoại nhé. Các bạn sẽ nhấp vào xác minh điện thoại này. Rồi tiếp theo ở đây các bạn sẽ chọn cái mã vùng Việt Nam cho mình nhé. Các bạn sẽ nhấp vào đây. Sau đó các bạn sẽ chọn Việt Nam cho mình. Đây, Việt Nam nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhập số điện thoại của bạn vào đây. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào gửi mã này. Nhấp vào cái chữ gửi mã đây nhé. Đây, gửi mã này. Ở đây là do cái số điện thoại của mình đã được xác thực trong một cái tài khoản khác rồi, cho nên là mình sẽ không xác thực bằng điện thoại được nữa. Thì các bạn có thể xác thực bằng cách là các bạn sẽ nhập số điện thoại của bạn vào đây, sau đó các bạn sẽ nhấn gửi mã, thì người ta sẽ gửi một cái mã về tin nhắn điện thoại của bạn. Các bạn nhập cái mã đó vào đây. Tiếp theo phần dưới có cái phần gửi mã email, các bạn sẽ nhấp vào đó. Thì hệ thống sẽ gửi một cái mã xác nhận về email của bạn. Các bạn chỉ cần nhập cái mã đó vào ô này là được. Thì sau cái bước đó là các bạn đã hoàn tất cái bước xác minh 2 lớp rồi nhé. Và bước tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành xác minh nâng cao. Đây, ví dụ như sau bước này thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào cái giao diện của Binance này. Rồi đến bước tiếp theo các bạn sẽ tiến hành xác minh nâng cao nhé. Một là các bạn có thể xác thực ở đây luôn, hoặc là các bạn có thể vào hình đầu người này, hoặc là trong cái dấu ba vệt này. Đây, trong cái dấu ba vệt có chỗ xác minh này. Tuy nhiên thì theo mình các bạn nên tải ứng dụng Binance về điện thoại luôn. Đây là cái trang web của Binance thôi. Mình nên thao tác ở trên điện thoại cho nó dễ dàng. Cái giao diện ở trên ứng dụng nó sẽ dễ thao tác hơn ở trên trang web nhé. Khi mà các bạn load lại cái trang này này, các bạn sẽ vuốt cái trang web này xuống, vuốt tay xuống thì nó sẽ hiện ra cái đây, cái Binance app này.
các bạn có thể tải ở đây luôn, đây các bạn tải vào đây luôn. Hoặc nếu các bạn mà không thấy cái biểu tượng download ở đây thì các bạn có thể vào cái dấu ba gạch nhé. Các bạn vào cái dấu ba gạch này, sau đó ở đây các bạn sẽ thấy có cái phần tải xuống này, đó các bạn sẽ nhấp vào đây nhé. Đó thì nó sẽ tự động hiện ra cái đây cái phần này mình tải về này. Nếu mà điện thoại Android thì nó sẽ hiện ra Google Play, còn iOS thì nó sẽ hiện ra App Store, thì các bạn sẽ nhấn vào tải về. Đó ở đây thì mình đã cài đặt sẵn rồi, thì mình sẽ nhấn vào mở nhé. Các bạn nên tải ứng dụng ngay trên web luôn, tại vì hiện nay thì có rất là nhiều cái trang nó giả mạo cái trang Binance này, cho nên các bạn lưu ý nhé. Các bạn sẽ đăng ký theo link của mình, sau đó các bạn sẽ vào cái giao diện này và các bạn sẽ tiến hành tải app ngay trên này luôn. Đó, như vậy nó sẽ đảm bảo nhé. Sau khi nhấn mở này thì nó sẽ ra cái giao diện của Binance này. Thì ở đây các bạn sẽ tiến hành đăng nhập lại cho mình nhé. Các bạn nhấp vào đăng nhập ở trên này này. Sau khi đăng nhập thì các bạn sẽ tiến hành xác thực tài khoản nhé. Các bạn sẽ vào cái hình đầu người ở trên cùng bên góc trái này. Đó, các bạn sẽ vào đó để các bạn xác thực tài khoản nhé. Các bạn sẽ tiến hành xác thực ở đây cho mình nhé. Nhấp vào đây xác thực này. Hoặc là các bạn có thể kéo xuống. Trong cái phần cài đặt này nó cũng có cái phần để mình xác thực tài khoản nhé. Ở đây mình sẽ nhấp vào trên này. Đây, nhấp vào xác thực này. Rồi, các bạn kéo xuống dưới cùng này. Những cái phần dưới cùng này thì mình sẽ không cần quan tâm nhé. Ba cái phần dưới cùng này mình không quan tâm. Mình chỉ cần nhấp vào xác thực ở đây là được. Các bạn chỉ cần nhấp xác thực thông tin ở đây là được thôi. Rồi, ở đây các bạn sẽ nhấn vào xác thực cho mình nhé. Rồi, ở bước này các bạn sẽ chọn quốc gia cho mình. Sau đó các bạn nhấn bắt đầu này. Rồi, ở đây là nó yêu cầu mình xác minh danh tính. Thì các bạn cứ điền thông tin các bạn vào đây thôi. Cái ID này các bạn sẽ nhập cái chứng minh nhân dân của bạn vào đây. Các bạn sẽ nhập chứng minh nhân hoặc là thẻ căn cước vào đây nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ nhập họ tên đầy đủ này. Rồi ngày tháng năm sinh này, địa chỉ cư trú này. Mã bưu điện thì các bạn sẽ nhập cho mình là 100.000 nhé. 100.000 là mã vùng của Việt Nam. Còn thành phố thì các bạn sẽ lựa chọn cái thành phố các bạn đang sống. Các bạn cứ điền thông tin theo người ta yêu cầu là được. Cuối cùng các bạn sẽ tiếp vào cái ô này nhé. Sau đó các bạn sẽ nhấn tiếp tục. Ở đây là do mình đã đăng ký tài khoản rồi, cho nên là mình sẽ không thể thực hiện các bước tiếp theo được nữa. Sau cái bước này thì nó sẽ yêu cầu mình là chụp hình chứng minh nhân dân hai mặt, mặt trước mặt sau. Thì các bạn chú ý cho mình là các bạn phải chụp cho nó rõ ràng ở trong cái khung hình mà người ta yêu cầu nhé. Các bạn phải chụp rõ nét này, không bị mờ, không bị chói. Tiếp tục là người ta sẽ yêu cầu các bạn quay khuôn mặt của các bạn. Có thể là người ta sẽ yêu cầu các bạn làm theo cái thao tác nào đó, ví dụ như là nháy mắt này, hoặc là mỉm cười này, hoặc là há miệng này, vân vân, hoặc là quay trái quay phải này, vân vân đó. Thì các bạn cứ làm theo các bước mà người ta yêu cầu là được. Sau các bước đó xong thì các bạn sẽ đợi người ta xác minh nhé. Các bạn sẽ phải đợi người ta xác minh đó. Trong trường hợp mà các bạn xác minh thất bại thì các bạn sẽ làm lại một lần nữa. Các bạn nhấn vào xác minh lần nữa. Rồi thì trong quá trình đăng ký, các bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, các bạn có thể inbox với mình ở trên fanpage nhé. Thì mình sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn đăng ký thành công. Rồi video này của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.